khác nhau tí thôi, khác nhau giữa con xe và con gớ đấy thôi, nó không khác nhau gì cả. Như vậy là Babylon là nhóm game thủ chim sẻ, bên đội bạn cũng có Baby của N1, đội bạn có Pan trong tay của game thủ Exciter thì chúng ta cũng có Pan trong tay của game thủ U98, đội bạn có Minwan ở đâu, đội bạn có Kata trong tay của Không Được Khóc thì chúng ta có Minwan trong tay của game thủ Anh Huy, đội bạn có Sen trong tay của Vô Thường thì chúng ta có Grex của game thủ Mạnh Hào. Nói chung là khác nhau mỗi con Sen con Grex thôi, hãy cố lên. Chào tất cả anh em nhá. Xem anh Vũ Đình Hạnh gì mà căng thẳng thế khổ. Game thủ đi vệ sinh thôi mà anh em cũng chửi thì em cạn lời rồi. Người ta có câu là không gì thoải mái bằng đi đái kịp thời. Bây giờ buồn đái mà anh em cũng cho đi đái nữa thì căng quá. Ít ra thì anh em phải cho người ta nghỉ giải lao 1-2 phút. Con người thì không thể đánh những cái máy được. Mà nói thật anh em là máy cũng phải tra nhớt thay dầu, làm đủ các kiểu. Lắm lúc là phải thay cả phần cứng phần mềm. Thậm chí có khi là phải đổi luôn cả cái máy khác. Người đấy không phải đổi máy được thôi. Người không như máy không đổi được. Anh em làm gì cũng phải từ từ. Chào Thịnh Phan nhá, chào tất cả mọi người. Thấy đâu anh em? Màn máy tới từ game thủ cầm Minh Hoan Anh Huy. Phía bên ngoài cánh chim sẻ cầm Babylon, ở phía bên trong phải có lẽ là sẽ là người cùng R thôi. Màn máy Parmidan cho tay game thủ U98. Chúng ta cùng đến với U98 trận đấu này để xem U98 chém như thế nào. Mười sáu trên 20 là tham lai tới từ game thủ U98. Một bài cầm ban, đây là chữ BS đầu tiên dành cho U98. Hai như vậy là hai bầy hiêu. Không biết rằng có quả phụ trong trận đấu này chưa. Anh like rồi mà không cảm ơn anh một câu à. Cảm ơn anh Nguyễn Đoàn Cao rất nhiều nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã like page của em. Cảm ơn tất cả anh em. Nếu như ai chưa like thì có thể cho em một like nhá anh em ơi. Thank you em. Thank you anh em. Các bạn theo tin báo về tới game thủ Anh Huy là đã phát hiện ra nhà của game thủ MOBA. MOBA đó là game thủ Trường Nghĩa cầm Kata. Cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn mọi người đã like rất nhiều, cảm ơn anh em. Trận này không dễ đánh một chút nào cả, thậm chí là không muốn nó khó. Chào 2A0 Media Music. Hơi dài một tí. Đấy các mọi người, ở đây một trận đấu mà không dễ đánh một tí nào đâu. Ăn tranh với game thủ Trương S cầm Catalian thôi. Còn Pan của Exciter không biết bây giờ đang ở đâu. Hôm nay thì Bùi Phương Nam không ra trận nhá, các mình tuổi chó chuẩn rồi anh ơi. Chào anh Thiên Hà nhá, Đức Trần, hello anh em. Đây là chiếc BM dành cho game thủ Anh Huy. Còn đây là chiếc BL. À, em đợi được phết đấy chứ, ra gì đấy nhỉ. Ơ? Thằng Hải Mario ông Châu. Hải Mario ông Châu, em đến cạn lời rồi.
nó xúi game thủ đập dân của người ta. Trời ơi. Dân của khóc cũng rất biết cách ăn vạ mà thấy. Gọi là một tên tì vai nhẹ nhàng, cái là nằm xuống đo ván trên sân cỏ ngay, sợ thật. Trọng tài bắt buộc phải rút ra một chiếc thẻ đỏ dành cho một con nông dân khác của game thủ Anh Huy. Hai mươi bốn trên 28 là tham lai tới được game thủ Anh Huy trong trận đấu này. Cùng xem là liệu rằng có chơi được khóc không. Cạnh bên kia game thủ 18 Mạnh Hào sẽ người gặp ai đây? Mạnh Hào gặp nhà của game thủ màu 2. Như vậy là game thủ Exciter và như vậy là có cung tê của Ô Tường. Như vậy là Pan Xiang đang chơi với nhà của Greg thì thôi. Chắc là ông này khó sống. Vâng, Diêm Vương bảo Mạnh Hào chết trong chết trong đêm nay, bắt chết trong đêm nay thì chắc là không thể sống được gì đến sáng ngày mai rồi. Greg đối đầu với Xiang Pan thì hơi khó khê thì các Mạnh Hào. Còn đây bàn máy tới từ game thủ Anh Huy. Cùng xem màn đối đầu này để xem là Anh Huy và Khóc thì ai là người mạnh hơn. Chào tiếng phấn khởi, chào Đặng Văn Thành nhá, chào tất cả anh em. Làm sao để tặng sao game thủ với Kami thì các bạn phải lên trên Facebook và các bạn phải mua thẻ Visa. Khi mà mua thẻ Visa rồi thì mọi người sẽ tặng được sao cho game thủ. Còn đấy là cách đơn giản nhất mọi người có thể ủng hộ game thủ là các bạn có thể tặng thẻ điện thoại, hoặc nếu như mà hay hơn thì mọi người chuyển khoản thẳng. Ngày hôm qua thì cũng có một tên, nói chung là cũng vui cho sẻ đâu, tức là có người xin inbox em xin số tài khoản của sẻ để tặng chuyển khoản cho sẻ. Đấy. Thì đấy là cách tôi nghĩ rằng là trực tiếp và nó gọn gàng, nhanh nhất và lại không mất phế. 23/48 là tham lai tới đội Anh Huy. Anh bên này thì tôi nghĩ rằng Khóc với Anh Huy thì cân nhau thôi. Ố. Ơi. Ăn được hai dân của No1, ít ra nó khiến cho No1 mất tay. Tham lai là 21 nhưng sẽ có phù thủy. Khóc vẫn sẽ khỏe hơn so với Anh Huy trong trận đấu này. Trong khi đó là máy của game thủ chim sẻ, tham lai đã bị đè xuống dành cho các thành viên của VTV là khá nhiều. Lô tối nay về bao nhiêu Kami? Lô tối nay thì sẽ về 17/1 nhá mọi người. 17/1 nhá. Anh em đánh 50 lô thì tối mai không cần phải đi làm nữa. Còn nếu như anh em đi du lịch hay là đi trốn nợ thì em không biết nhá. 39/52. Bàn máy của chim sẻ, cùng xem sẻ đánh trận này như nào, lên thăng cung à. Thăng nhỉ. Lên thẳng cung A tới vị trí dễ thắng. Khó lắm mà sao anh em? Sao lại khó? Em mới dễ ợt mà. Em mới dễ mà. Dễ thua. Dễ thì dễ thật nhưng mà dễ thua. Sẻ bắt đầu cắt nông dân ra để đập đá. Thực ra thi thoảng các bạn cho dân đập đá thì nó sẽ phiêu hơn. Chạy dân sẽ tít hơn. Thế bốn con một pha vẩy bốn e nữa thì có thể kín nhà rồi người thủ chim sẻ, và sẻ dường như đang muốn lùi quân. Sẽ là một tình huống ốp quân của đội bạn. Đây là tình huống ốp quân của đội bạn. Úi rồi không đông lắm, có lạc đà của cầu thủ màu bảy U98 đang ở gần nhà. Đây là máy cầu thủ U98 vẫn còn đang khỏe không, nhưng mà là 98 tham lai cũng là chỉ còn 19 mà thôi, không khỏe. Tất cả đều đang chỉ còn một mình nhà của sẻ. 51, hãy cùng xem sẻ đỡ nhà trong trận đấu này như thế nào. Đang đánh trực tiếp nha mọi người. Anh đang ngoài đảo rồi, muốn vào đất liền làm con lô. Ok anh ơi. Tắt tay con 17/71 thôi. Về bờ ngay. 57/72 là tham lai tới từ game thủ chim sẻ. Đang rất nhiều nhà bia đang đối thủ. Mà máy của Mạnh Hào tham lai là 11. Như vậy là cũng phơi phê sắc phê. Đây là máy của game thủ Anh Huy. Tham lai là 14, như vậy là cũng phế huyền phê. Đây là máy của U98, 19. Các bạn đã quay trở lại với sẻ, chẳng ai còn tham cả, sẽ nổ sẻ thôi. Đội bạn sẽ một tên tô màu. Tôi nghĩ là sẽ một tên tô màu vào nhà của sẻ. Còn nếu như không thì đội bạn lên 4, đội bạn đánh thì bên mình cũng không có cửa.
lượng quân của đội bạn rồi. Không biết là sẽ đỡ được không rồi, nhìn thấy số lượng quân của sẽ tương đối mỏng. Đỡ được không đây? 77 trên 76 trên 80 là timeline của sẽ. Đội bạn có dốc nhưng sẽ không ngu gì mà đi lên dốc cả. Và nó sẽ tăng lên dốc luôn anh em ạ. Vẫn tăng lên dốc luôn. 80. Nâng cấp bản đồ. Mới đỡ được không đây? Đội bạn ra đánh đội 4 thì bên mình cũng cửa dưới hơn khá nhiều. Với việc Babylon đánh cung A thì rất khó để cho sẻ lên được đời 4. Qua 46 làm Kami, của Kami làm bơi xa bờ quá. Xin lỗi anh nhá, ngày hôm nay sẽ là 17-11 nhá. Kami quên ra viễn Ninh Bình à, bảo anh là quên em ra viễn Ninh Bình. Em không liên quan gì đến Ninh Bình luôn. Đùa chứ vẫn đang đỡ được này. Tập lại thì vẫn đang đánh được thôi. Đây tình huống bóng máy ra được cái vụ chưa ghét. Đội bạn có xe. Một quận rất mạnh trong đội bạn 4 còn quậy bị. Một lít dành cho cầu thủ chim sẻ. Ok Kami, ok Kiên An nhá. Ok ok. Anh em cứ thống nhất là 17-71 nhá. Đóng ca để cho sẻ. Kami quê Việt Nam à, chuẩn rồi anh ơi. Vâng, một trận đấu mà có lẽ là chỉ có mình sẽ chơi đến 4 thôi. Trong khi đó đội vô thường là điểm số rất cao. Chắc là vô thường cũng lên 4 rồi. Kami cuốn bao giờ chưa? Cuốn là cái gì mọi người? Mình không biết cuốn là gì à? Như vậy là đầu 1 lên trước. Babylon của đầu 1 lên đời 4 trước. Vâng, trận này nói chung là rất khê rồi. Vô thường là 27 dân ở thời điểm này. Tôi nghĩ rằng là sau khi nâng 1 lên được 4 thì nâng 1 sẽ bơm đồ cho vô thường để vô thường có thể đỡ một tuần. Còn nếu như tự tin thì nâng 1 cũng có thể là đẩy thẳng nhà của sẻ. Chúng ta hãy cùng chờ xem các ưu tiên của phía team Nghệ An sẽ đánh trận đấu này như thế nào. Các mình chỉ có đọc bình luận nhỉ? À, bởi vì là ở thứ nhất là ở trên YouTube là cũng anh em comment cũng lịch sự, và thứ hai là cũng ít, thành ra là em đọc được. Còn trên page thì em hay tập trung vào bình luận nhiều hơn, bởi vì comment ở trên Facebook thì toàn chửi cơ. Một trăm hai mươi chín nhất 172 tham lai tới được chín sẻ trận này. Chỉ có một mình sẻ thời điểm này, không còn ai sống cả. Sẻ đang chơi một bài game nhập vai. Game nhập vai. Còn đội bạn thì đang chơi một bài đánh boss cuối. Boss cuối mang tên chim sẻ. Con boss này là con boss đỡ nhà rất là khỏe này, rất là dẻo. Máu cũng thủ dạng châu châu. Chỉ một cái là nếu như đánh chết con boss này thì nó không rơi ra đồ, nó sẽ quýt. Đằng nào mà bảo khóc đang đứng xếp hàng, gọi là diễu hành trước nhà của game thủ chim sẻ. Nhưng tầm này thì sẻ không sợ, do cung A là loại quân có thể khắc chế được đằng này. Đây thì có đấu quân, hot của sẻ cũng là hot lửa. Hot cân nhau thôi, hai loại quân đều là baby. Có gì mà phải ngại đâu, chơi được. Tầm này chơi được tốt. Vẫn chơi được luôn.
Chào Đặng Nam Phương nhá. Vẫn đang chơi được luôn. Sẽ nâng cấp cái gì bây giờ? Cái gì đây? Hãy cùng chờ đợi em sẽ đánh cái gì trong trận này. Hot baby. Giá như đây là Yamato, tôi nghĩ ở trận này trời tươi luôn đấy. Vâng, như vậy là cuối cùng thì game thì các cầu thủ phía KTV đã quyết định đi sai, thì số line 1 dành cho Nghệ An ở trong trận đấu thứ 3. Nói chung là khó. Sẻ mặc dù 8-3 dần nhưng bên mình không ai hồi được cả. Trong khi đó thì bên đội bạn có một xe cầu thủ vô thường. Và chúng ta cùng nghỉ ngơi một giây lát trước khi